Thời gian gần đây em thấy cũng nhiều nhiều cái thẩm mỹ viện nó mở, em không biết đi đâu hết á. Vô tình em thấy hình ảnh của chị là chủ cái thẩm mỹ viện này nè, Dạ. là em đã thích chị và mến chị rất là lâu rồi, mười mấy năm Ồ, rồi, cảm ơn chị. ở chương trình của VTV3 buổi trưa mà hay À, phát Sức Sống sóng. Mới đúng không Đúng chị? rồi, ngày nào là em cũng coi hết. Mà Dạ. lúc đó là chị quay lại nhìn em là trẻ hơn chị lúc đó đó. Bây giờ em 43 tuổi, chị 50 tuổi mà nhìn trời Không sao chị, thì mẹ thấy là mình được cái mũi rất là đẹp này, cái đôi vực. mắt cũng rất là to đẹp, rồi gương mặt cũng không bị đổ nhiều, chăm được chị. Chỉ có điều chị chịu khó chút xíu thôi. Dạ, em chào chị Thảo, em chào bác sĩ Trời. ạ. Sau khi mình điều trị, mình thấy cái hiệu quả như thế nào chị ha? À, chị thấy da chị nó cải thiện cũng nhiều lắm đó. Da chị nó đều màu hơn, nó sáng Dạ. hơn, nhìn cái da nó có sức sống hơn. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng của chị Thảo cũng như là cái phương pháp mà chị Thảo đang làm cho khán giả hiểu rõ hơn được không ạ? Chị Thảo thì chị có cái nám chân sâu. À, nám tập trung ở cái vùng gò má này, hai bên Dạ. rất là nhiều. Thì nám này nguyên nhân là do nội tiết tố thay đổi, thứ hai là do ánh nắng mặt trời. À, thì mình đã sử dụng đó là cái phương pháp mà huyết tương giàu tiểu cầu PRP, lấy máu từ thân, mình Dạ. tách chiết lấy cái huyết tương giàu tiểu cầu trong đó, sau Dạ. đó mình cấy lên lại các cái vùng da bị nám, và các cái vùng mà da nó yếu để làm cho da mình khỏe hơn, cho cái sắc tố nó đều màu lại. Mình thấy là cái da của chị nó sáng hơn này, cái vết nám nó đã mờ đi rất là nhiều. À, thứ hai nữa đó là cái da của chị là nó khỏe, nó dày hơn.